Chúa Giê-xu đã ngồi để giảng. Thì sao tôi lại không ngồi? Tâm trí tôi nói chào buổi sáng với các bạn, nhưng cơ thể tôi nói chào buổi chiều. Không phải tôi đã dạy Kinh Thánh trong 50 năm. Điều đó không đúng đâu, Mai. Thực ra, tôi đã dạy Kinh Thánh hơn 60 năm rồi. Nhưng vậy đó, đó là cuốn sách tuyệt vời. Hơn 60 năm trước, tôi đã đến Đại học Cambridge với tư cách là một sinh viên để học thần học với mục đích đi vào chức vụ. Và tôi đã không nhận ra rằng đức tin của tôi gần như đã bị hủy hoại bởi việc học ở đó. Ngày nay, tôi có xu hướng gọi nhiều trường thần học là nghĩa trang thần học. Và tôi e rằng nhiều cơ đốc nhân trẻ đã đánh mất đức tin của mình khi học thần học ở một số nơi. Họ dạy tôi đọc Kinh Thánh bằng kéo. Và chúng tôi đã cắt Kinh Thánh thành từng mảnh và chẳng còn lại bao nhiêu. Và sau 2 năm ở Cambridge, tôi không thể chuẩn bị nổi một bài giảng nào. Và tôi nghĩ đó có thể là một mất mát khá lớn đối với hội thánh. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi đã nhận được một cuốn sách của một nhà thần học người Pháp tên là Oscar Coleman. Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy, nhưng tôi mong được gặp ông ấy trong vinh hiển và cảm ơn ông về cuốn sách đó vì nó đã cứu đức tin của tôi và khôi phục niềm tin của tôi vào Kinh Thánh. Nó có tên là Đấng Christ và Thời gian. Và bằng cách nào đó, tôi đã bị thấm nhuần tư tưởng Hy Lạp rằng Chúa là phi thời gian, rằng Ngài ở ngoài thời gian và rằng thiên đàng ở ngoài thời gian. Và tôi đã sai lầm khủng khiếp. Và tôi nghĩ một số bạn có thể vẫn nghĩ rằng Chúa là phi thời gian. Không phải là Chúa ở trong thời gian, mà thời gian ở trong Chúa. Ngài không ở ngoài thời gian. Ngài là từ muôn đời trước đến muôn đời sau. Và đối với Ngài, cũng như với chúng ta, thời gian chỉ đi theo một hướng, từ quá khứ đến hiện tại, đến tương lai. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đã có, đang có và sẽ đến. Hay nói một cách đơn giản hơn, lịch sử là câu chuyện của Ngài. Và đó mới thực sự là tất cả những gì về Kinh Thánh. Và với cuốn sách Đấng Christ và Thời gian đó, tôi quay trở lại với Kinh Thánh của mình. Và nó mở ra như một cuốn sách mới đối với tôi. Chúng ta quan tâm đến thời kỳ cuối cùng trong cuối tuần này. Nhưng hãy nghĩ về từ thời kỳ đó. Nó không phải là vượt thời gian. Nó là một phần của lịch sử, một phần của thời gian. Và đây là manh mối cho thấy thời gian là có thật với Chúa. Ngài không, mặc dù Ngài là toàn năng, nhưng Ngài không hủy bỏ quá khứ. Ngài không thay đổi quá khứ. Như chúng ta, Ngài thay đổi tương lai, nhưng không phải quá khứ. Bạn đã bao giờ nhận ra điều đó chưa? Tất nhiên, điều đó có nghĩa là không ai có thể hoàn tác hay hủy bỏ thập tự giá. Nó có nghĩa là không ai có thể đặt Chúa Giê-xu trở lại ngôi mộ. Điều đó đã cố định trong thời gian, và không có gì có thể thay đổi được. Điều đó cách mạng hóa suy nghĩ của bạn, nhưng nó có nghĩa là tương lai vẫn còn rộng mở. Và tương lai có thể thay đổi. Nhưng tôi tin rằng tương lai nằm trong tay Chúa, cũng như quá khứ đã từng. Và do đó, chúng ta đang nhìn về tương lai trong loạt bài này. Tiêu đề mà tôi được giao cho hội nghị này là Israel và Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng. Có đúng không nhỉ? Israel và Hội Thánh trong thời kỳ cuối cùng. Đúng rồi. Vì vậy, sáng nay, trong bài nói chuyện đầu tiên, tôi muốn nói về thời kỳ cuối cùng. Trong bài nói chuyện thứ hai, Israel trong thời kỳ cuối cùng. Trong bài nói chuyện thứ ba vào sáng mai, Hội Thánh trong thời kỳ cuối cùng. Và trong bài nói chuyện cuối cùng, Hội Thánh và Israel trong thời kỳ cuối cùng. Tôi nghĩ rằng tôi đang bám sát bản tóm tắt của mình khá tốt,
với việc chia nó thành bốn chủ đề đó. Và tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn sáng nay về thời kỳ cuối cùng. Nhưng điều đầu tiên tôi phải nói với bạn là cụm từ đó không có trong Kinh Thánh của bạn. Nó không phải là một cụm từ trong Kinh Thánh. Đó là một cụm từ đã len lỏi vào biệt ngữ truyền giáo chỉ trong vòng vài thập kỷ qua. Cụm từ mà Kinh Thánh sử dụng là những ngày sau rốt. Và nó mang ý nghĩa khá là khác. Bởi vì chúng ta đã ở trong những ngày sau rốt 2.000 năm qua rồi. Đó là một cụm từ mô tả khoảng thời gian giữa lần đến thứ nhất và thứ hai của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và những ngày sau rốt bắt đầu vào lễ ngũ tuần. Và Phi-e-rơ đã tuyên bố điều đó trong bài giảng của mình. Đây là sự ứng nghiệm của lời tiên tri. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi tầng lớp, trên cả hai giới tính. Sự tuôn đổ toàn cầu của Đức Thánh Linh là dấu hiệu của những ngày sau rốt. Và vì vậy, chúng đã tiếp tục trong 2.000 năm và sẽ tiếp tục trong một thời gian ngắn nữa. Chúng ta đã ở trong những ngày sau rốt và vẫn đang tiếp tục. Cảm giác đặc trưng khi sống trong những ngày sau rốt là gì? Chà, như Phaolô đã nói, bạn đang sống trong sự chồng chéo của các thời đại. Đó là cụm từ ông đã sử dụng trong bức thư gửi Corinto, sự chồng chéo của các thời đại. Đối với người Do Thái, thời gian được chia thành hai thời đại lớn. Thời đại xấu xa hiện tại và thời đại tốt đẹp sắp tới. Và họ đã tin một cách sai lầm rằng thời đại xấu xa hiện tại sẽ kết thúc rồi thời đại mới tốt đẹp mới bắt đầu. Nhưng đó không phải kế hoạch của Chúa. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là làm cho hai thời đại đó chồng lên nhau. Vì vậy, thời đại tốt đẹp sắp tới đã bắt đầu, nhưng vẫn chưa hoàn tất. Và thời đại xấu xa hiện tại vẫn tiếp tục. Vì vậy, cùng một lúc, chúng ta sống trong sự chồng chéo của các thời đại. Chúng ta đã bắt đầu sống trong thời đại mới sắp tới. Nó đã ở trong chúng ta, nhưng nó chưa hiện hữu bên ngoài chúng ta. Nó vô hình bên trong chúng ta, nhưng nó chưa thành hình bên ngoài chúng ta. Các thời đại đang chồng chéo lên nhau và tất cả chúng ta đều cảm thấy sức ép vì chúng ta sống ở giữa các thời đại. Một phần của chúng ta đã được trải nghiệm thiên đàng và một phần của chúng ta vẫn còn rất nhiều ràng buộc với trái đất. Và điều đầu tiên vào buổi sáng là bạn luôn cảm thấy bị ràng buộc với trái đất hơn là thiên đàng, phải không? Ở nhà, chúng tôi có thói quen pha trà ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Và nếu tôi cảm thấy mình là một cơ đốc nhân khi tôi thức dậy, tôi sẽ đi xuống và pha trà cho vợ. Nhưng nếu tôi không cảm thấy mình là một cơ đốc nhân cho lắm khi thức dậy, cô ấy sẽ đi xuống và pha trà cho tôi. Đó là một thỏa thuận nhỏ giữa chúng tôi, và tôi còn lâu mới dám cho các bạn biết tỷ lệ giữa hai điều này là bao nhiêu. Nhưng có những lúc tôi cảm thấy rất bị ràng buộc với trái đất, rất chán nản vì điều đó. Bị ràng buộc là một phần của thời đại gian ác hiện nay với tất cả những cám dỗ và áp lực của nó. Và có những lúc, đặc biệt là khi bạn đang thờ phượng hoặc cầu nguyện, khi bạn cảm thấy mình hoàn toàn ra khỏi thế giới này và bạn đang được ở trên thiên đàng. Và thế là chúng ta đang sống trong sức ép giữa hai thời đại. Nhưng đó không phải là chủ đề cho cuối tuần này. Tuy nhiên, tôi giải thích điều đó bởi vì nếu bạn là một cơ đốc nhân thực sự, bạn phải cảm thấy sự căng thẳng đó lặp đi lặp lại. Hay nói cách khác, nước thiên đàng đã đến chưa? Hay nó chưa đến? Đó là một cuộc tranh luận lớn giữa một số cơ đốc nhân. Nhưng câu trả lời rất đơn giản, nó đã đến và vẫn chưa đến. Và đó là một phần của sự căng thẳng. Khi Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta về vương quốc thiên đàng, Ngài dùng dụ ngôn về vương quốc. Và những dụ ngôn đó được chia thành hai loại rất rõ ràng. Một bên là các dụ ngôn coi vương quốc thiên đàng như một sự phát triển dần dần, giống như hạt cải, một quá trình dần dần.
trong đó vương quốc ngày càng lớn mạnh, nhưng khá chậm. Và rồi một bên còn lại là các dụ ngôn cho thấy vương quốc không phải là dần dần, mà là đột ngột trong một biến động, chứ không phải một quá trình. Và do đó, người ta tranh luận về ý của Chúa Giê-xu là gì khi nói vương quốc cha được đến, mà Ngài đã bảo chúng ta cầu nguyện mỗi ngày rằng vương quốc cha được đến trên đất như nó ở trên trời. Đó là lời cầu nguyện hàng ngày của chúng ta. Nó đã đến và nó vẫn chưa đến. Hay nói cách khác, vương quốc Đức Chúa Trời đã được khởi công và bạn có thể bước vào đó, nhưng nó chưa được hoàn thành hoặc thiết lập. Vì vậy, nó vừa là một quá trình tăng trưởng dần dần, vừa là một biến động đột ngột, hay là một sự xâm lấn của thế giới siêu nhiên vào thế giới tự nhiên. Và một lần nữa, chúng ta sống trong sức ép giữa hai sự thật này. Vương quốc đã đến và nó chưa đến. Có một thanh niên người Nga từ chối phục vụ trong quân đội Nga. Và anh ta bị lôi ra trước tòa án để tra khảo và kết tội anh ta phản bội. Và thẩm phán nói với chàng trai trẻ ở trước vành móng ngựa, tại sao anh không phục vụ trong quân đội? Và chàng trai trẻ đã trích dẫn lời dạy của Chúa Giê-xu từ bài giảng trên núi và nói rằng đó là lý do tại sao anh không thể gia nhập quân đội Nga. Và vị thẩm phán biết đủ để hiểu những gì anh ta đang trích dẫn. Thẩm phán nói với chàng trai, đó là vương quốc Đức Chúa Trời và nó chưa đến. Và chàng thanh niên trả lời, thưa ông, nó có thể chưa đến với ông, nhưng nó đã đến với tôi. Đó chính là sức ép. Chúng ta biết vương quốc chưa đến trên trái đất. Chưa. Vậy nhưng, chúng ta đã đang ở trong đó rồi. Nó ở trong tầm tay. Và việc loan báo phúc âm ngay từ khởi đầu là vương quốc thiên đàng đang ở trong tầm tay hay đã đến gần. Một cái gì đó trong tầm tay là giống như cuốn sách đó. Nó nằm trong tầm với của tôi, ở trong tầm tay của tôi. Tôi có thể với tay lấy nó và nó là của tôi. Và đó là vương quốc đã đến. Vương quốc ở trong tôi. Vương quốc của Đức Chúa Trời mà giờ đây tôi đã bước vào và hưởng hoa trái của nó và có thể chứng minh cho người khác thấy. Nhưng họ không thể nhìn thấy nó và họ vẫn chưa ở trong đó. Một ngày nào đó, nó sẽ đến trên khắp thế giới. Và như tiên tri Habakkuk đã nói, vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy rẫy khắp đất như nước phủ đầy biển. Vâng, đó là cách tiếp cận của chúng ta với thời gian và thời kỳ cuối cùng. Nhưng chúng ta phải hỏi, ý của mọi người khi nói điều đó là gì? Tôi nghĩ rằng nó đã trở thành một cụm từ rất phổ biến trong giới truyền giáo. Tôi nghĩ là mới chỉ trong 20 hoặc 30 năm qua. Nó có nghĩa là gì? Mọi người có ý gì khi nói thời kỳ cuối cùng? Kinh Thánh không sử dụng cụm từ này, nên chúng ta không thể tra cứu Kinh Thánh để hiểu ý nghĩa. Nhưng tôi nhận thấy, khi nói chuyện với mọi người rằng họ muốn nói đến những ngày cuối của cuối cùng. Chúng ta đã ở trong những ngày cuối cùng trong 2.000 năm qua rồi, nhưng mục đích của Đức Chúa Trời là tiến về phía trước. Và cách nói thời kỳ cuối cùng này là đang nói đến những ngày cuối của cuối cùng, thế hệ cuối cùng trên trái đất, trước khi kết thúc thời đại gian ác hiện tại. Đó là ý nghĩa của cụm từ. Bây giờ, hãy để tôi nói với bạn về triết học. Thay đổi một chút nhé. Nhưng triết lý của lịch sử có nghĩa là cách bạn nghĩ về một dòng chảy mà chúng ta gọi là lịch sử đó. Và có 5 triết lý khác nhau về lịch sử. Tất cả những người viết sách lịch sử đều cố gắng tìm ra một mô hình trong các sự kiện dồn dập đến với chúng ta. Khi bạn đọc tờ báo hàng ngày, khi bạn nghe tin tức trên truyền hình, bạn có thấy một mô hình nào đang hiện lên không? Bạn có thấy bất kỳ mục đích nào trong đó không? Hay nó chỉ lặp đi lặp lại ở đây? Tin tức cho ngày hôm nay cũng giống như ngày mai, và nó cũng giống như ngày hôm qua, nhưng không có gì mới.
Chà, Kinh Thánh có triết lý riêng về lịch sử, kiểu mẫu riêng về các sự kiện hàng ngày. Và chúng ta cần khắc sâu triết lý lịch sử đó vào tâm trí mình để hiểu toàn bộ Kinh Thánh. Bởi vì tôi không chỉ đọc Kinh Thánh để giúp tôi vượt qua ngày hôm nay, hay giống như tôi đọc lá số tử vi và hy vọng rằng điều gì đó sẽ phù hợp. Tôi muốn biết về toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời, mục đích của toàn vũ trụ, và tôi ở đâu trong mục đích đó, thay vì chỉ cố gắng tìm kiếm một chút an ủi hoặc sự giúp đỡ cá nhân từ việc đọc Kinh Thánh hàng ngày. Và đây là triết lý của lịch sử. Bây giờ hãy để tôi đề cập đến 5 mô hình khác nhau mà mọi người trong thế giới của chúng ta nhìn thấy trong các sự kiện thế giới. Và bởi vì 4 trong số 5 điều này đang được ném vào chúng ta trên truyền hình và các phương tiện truyền thông trong các tin tức, nên nếu không cẩn thận, chúng ta có xu hướng tiếp thu nó, và sau đó chúng ta đọc Kinh Thánh với một khuôn mẫu sai về lịch sử, và chúng ta không hiểu được toàn bộ câu chuyện. Chúng ta chỉ thấy một phần của nó. Một trong những triết lý đầu tiên về lịch sử mà tôi muốn đề cập đến được gọi là quan điểm tuần hoàn về lịch sử. Và khá đơn giản, nó có nghĩa là lịch sử đi vòng tròn. Hoặc trong một câu tục ngữ phổ biến, lịch sử lặp lại chính nó. Và có người đã nói rằng lịch sử lặp lại chính nó bởi vì không ai học được bài học từ nó và nó quay trở lại. Nhưng đó là quan điểm của người Hy Lạp về lịch sử. Và nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ kế thừa quan điểm Hy Lạp đó từ thế giới xung quanh bạn, rằng mọi thứ chỉ diễn ra theo vòng tròn, lúc tốt, lúc xấu, chiến tranh, hòa bình. Nó cứ đi vòng vòng như một bùng binh cho đến khi bạn chết. Và bạn có thể ra khỏi bùng binh ngay tại nơi bạn đã đến. Đó thực sự là một cái nhìn rất bi quan về lịch sử, thực sự đấy. Nó có nghĩa là lịch sử sẽ không đi đến đâu cả. Không có khuôn mẫu, không có mục đích. Nó chỉ cứ thế mà tiếp tục. Quan điểm tiếp theo cũng giống như vậy, nhưng hơi khác một chút. Nó được gọi là quan điểm chu kỳ của lịch sử. Và theo quan điểm này, lịch sử không đi vòng tròn, lặp đi lặp lại chính nó. Lịch sử tiến lên phía trước, nhưng nó tiến lên theo mô hình lên và xuống, lúc thuận lợi, lúc khó khăn, lạm phát và giảm phát, bùng nổ và suy thoái, v.v. Nhưng nó sẽ tiếp tục đi lên và đi xuống. Và bạn hy vọng rằng bạn sẽ dành phần lớn cuộc đời của mình ở phía trên chứ không phải ở phía dưới. Và nó để ngỏ câu hỏi, lịch sử sẽ kết thúc như thế nào? Nó sẽ kết thúc ở phía trên hay phía dưới? Không ai biết. Chúng ta sẽ phải chờ xem. Đó là một triết lý khác về lịch sử mà những người bình thường tiếp thu trong đầu và đơn thuần là chấp nhận và hy vọng họ đang đi lên chứ không đi xuống. Quan điểm tiếp theo được gọi là quan điểm lạc quan về lịch sử. Và nó cho rằng lịch sử ngày càng trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa và cuộc sống luôn trở nên tốt đẹp hơn. Đây là quan điểm phổ biến nhất về lịch sử vào khoảng năm 1900, khi thế kỷ 20 bắt đầu, và nó được tóm tắt trong từ tiến bộ. Một thủ tướng Anh đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với khẩu hiệu tiến lên và tiến lên, tốt hơn và tốt hơn. Và tôi nghĩ đó là triết lý ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Họ tưởng rằng thế kỷ 20 sẽ là thế kỷ tốt nhất từ trước đến nay, với tất cả những khám phá khoa học sẽ giúp chúng ta khắc phục được các vấn đề của mình. Cuộc sống sẽ tốt đẹp trong thế kỷ 20. Con người luôn tiến lên, và điều đó được hỗ trợ bởi ý tưởng về sự tiến hóa của Charles Darwin. Xã hội đang phát triển, con người đang phát triển. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn và tốt hơn. Và họ bước vào thế kỷ 20 với niềm hy vọng lớn như vậy. Và rồi tàu Titanic chìm xuống đáy. Vật thể chuyển động nhân tạo lớn nhất từ trước đến nay. Chứa đầy công nghệ. Con tàu đó có nghĩa là đến Chúa cũng không thể nhấn chìm được. Và Chúa đã làm vậy.
và con tàu Titanic đã đi vào lịch sử và vẫn là vụ đắm tàu nổi tiếng nhất từng được ghi nhớ. Bởi vì nó làm vỡ mộng ý tưởng về sự tiến bộ đó. Đó là thảm họa lớn đầu tiên của thế kỷ 20 và nó thách thức khả năng kỹ thuật của con người và tất cả những mơ mộng của họ. Và rồi con tàu đã chìm xuống, kéo theo đó là hy vọng của nhiều người. Và gần như ngay sau đó là sự kinh hoàng của Thế chiến thứ nhất. Người đàn ông người Anh cuối cùng chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất đã chết vào tuần trước. Ông đã 110 tuổi. Và ông là người lính cuối cùng còn sống sót của Thế chiến thứ nhất. Tôi không ở trong Thế chiến thứ nhất, nhưng tôi đã ở trong Thế chiến thứ hai. Và tôi nhớ nỗi kinh hoàng của điều đó. Nhưng Thế chiến thứ nhất, tôi đã xem những bức ảnh về nó. Một người chú của tôi đã bị giết ngoài mặt trận tại Passchendaele trong Thế chiến thứ nhất. Trong bùn và máu của các chiến hào, nó là một cuộc chiến kinh hoàng. Một sự bế tắc trong nhiều năm, khiến mọi người lần lượt giết lẫn nhau. Và sau đó, chiến tranh thế giới thứ hai, không có nhiều thương vong như trong cuộc chiến thứ nhất, nhưng tổng cộng có khoảng 30 triệu người chết, trong đó có 6 triệu người Do Thái. Và ý tưởng về sự tiến bộ, quan điểm lạc quan về lịch sử, rằng nó đang đi lên và đi lên, tốt hơn và tốt hơn này, đã bị giết chết trong thế kỷ 20. Nó đã là một thế kỷ khủng khiếp, tệ nhất trong tất cả. Vậy tâm trạng bây giờ là gì? Những người bình thường có triết lý lịch sử nào trong tâm trí họ ngày nay? Họ tiếp thu mô hình nào của các sự kiện lịch sử? Câu trả lời là quan điểm bi quan về lịch sử. Tôi đang vẽ sơ đồ trong không khí cho bạn. Quan điểm tuần hoàn là thế này. Quan điểm chu kỳ là thế này. Quan điểm lạc quan là thế này. Và quan điểm bi quan là thế này. Thời kỳ đang trở nên tồi tệ hơn, lịch sử đang xuống dốc. Gần đây, tôi đã kiểm tra, ngay cả với các hội chúng trong các hội thánh của chúng ta, và tôi đã yêu cầu họ bình chọn và giơ tay cho câu hỏi này. Bạn tin rằng thế kỷ 21 sẽ tốt hơn thế kỷ 20 không? Hay giống như thế kỷ 20? Hay tệ hơn thế kỷ 20? Và kết quả bình chọn gần như là thống nhất. Khoảng 80% tin rằng thế kỷ này sẽ tồi tệ hơn thế kỷ trước. Đó là quan điểm bi quan, rằng lịch sử đang đi xuống. Tôi đã đề cập đến 4 quan điểm. Không cái nào trong số đó là quan điểm của Kinh Thánh về lịch sử. Nếu tôi vẽ cho bạn quan điểm Kinh Thánh, mà chúng ta gọi là quan điểm tận thế về lịch sử, thì nó sẽ như thế này. Các sự kiện sẽ đi xuống, đi xuống và đi xuống, và ngày càng tệ hơn và tệ hơn nữa, cho đến khi đột nhiên có một sự thay đổi hoàn toàn và đường thẳng đi thẳng lên đến mức cao và sau đó tiếp tục ở mức cao. Và đây là quan điểm tận thế của lịch sử. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn, và sẽ trở nên tốt hơn sau khi chúng đã trở nên tệ hơn. Vì vậy, có tin xấu và tin tốt trong đó, nhưng tin tốt mang tính chất quyết định. Bây giờ, quan điểm tận thế này về lịch sử, sự tiến lên đột ngột này, được nắm giữ do 3 nhóm người trên thế giới, là Do Thái, Cơ Đốc Nhân và Cộng sản. Và tất cả họ đều nhận được khuôn mẫu lịch sử này từ cùng một nơi, từ các tiên tri Do Thái trong Cựu Ước. Quan điểm của họ về lịch sử là tận thế. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn và sau đó đột nhiên tốt hơn. Và thời kỳ tốt đẹp sắp tới sẽ được thiết lập. Nói cách khác, họ tìm kiếm thời kỳ hoàng kim trong tương lai, trong khi người Hy Lạp tìm kiếm thời kỳ hoàng kim nào đó trong quá khứ. Cơ Đốc Nhân trông đợi thời đại hoàng kim trong tương lai. Người Do Thái cũng vậy. Sự khác biệt duy nhất giữa người Do Thái, người Cộng sản và Cơ Đốc Nhân là
điều gì sẽ gây ra sự thay đổi đột ngột đó và đem đến một thế giới như chúng ta đã mơ ước trong những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta. Câu trả lời là người Cộng sản nghĩ rằng con người sẽ làm điều đó, rằng chính cuộc cách mạng sẽ làm được điều đó, rằng sự căng thẳng giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản cuối cùng sẽ bùng nổ trong một cuộc cách mạng, và cuộc cách mạng sẽ đem đến một xã hội không tội phạm và không giai cấp, trong đó mọi người đều cho đi theo khả năng của họ và nhận lại theo nhu cầu của họ. Bây giờ chúng ta biết rằng điều đó không thành hiện thực. Nó không xảy ra. Chúng ta đã thấy điều đó không xảy ra ở Nga, chúng ta đã thấy điều đó không xảy ra ở Trung Quốc. Nó không có tác dụng. Con người không có khả năng thay đổi lịch sử. Con người nghĩ rằng mình có thể. Mọi chính trị gia đều muốn nói, thay đổi, thay đổi, tôi có thể thay đổi, hãy bầu cho tôi và chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ trong cuộc bầu cử tiếp theo. Không một con người nào có thể mang lại sự đảo ngược đó. Cả người Do Thái và Cơ Đốc nhân đều tin rằng Đức Chúa Trời có thể và sẽ làm. Nhưng sự khác biệt là người Do Thái tin rằng sự tiến lên bất ngờ đó sẽ đến khi Đức Chúa Trời bước vào và vương quốc của Đức Chúa Trời tiến vào, trong khi các Cơ Đốc nhân tiến thêm một bước và nói rằng đúng, đó là điều Đức Chúa Trời sẽ làm, nhưng Ngài sẽ làm điều đó thông qua một người Do Thái tên là Giê-xu. Và do đó, quan điểm tận thế về lịch sử nói rằng nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn và sau đó đột nhiên tốt hơn, phụ thuộc vào sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Và từ đó, mọi thứ sẽ thay đổi. Và đó là lý do tại sao trọng tâm của niềm hy vọng Cơ Đốc là sự trở lại của Chúa Giê-xu trên trái đất. Không có hy vọng nào khác cả. Mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Vâng. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với cụm từ thời đại cuối cùng hoặc thời kỳ cuối cùng. Ngày nay nó là biệt ngữ cho những ngày cuối của cuối cùng của thời đại xấu xa hiện tại này. Chúng ta mong đợi điều gì sẽ xảy ra trong những ngày cuối cùng đó? Nó được đặt ra bởi những Cơ Đốc nhân, những người tin rằng chúng ta đang trong chính những ngày cuối cùng, rằng chúng ta hiện là thế hệ cuối cùng trên trái đất trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Tôi sẽ thành thật và nói rằng tôi không tin như vậy. Và tôi sẽ cho bạn biết tại sao trong giây lát. Tôi không tin rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng, nếu điều đó có nghĩa là những ngày cuối của cuối cùng. Tôi nghĩ rằng chúng có thể đến nhanh chóng, nhưng bây giờ tôi đã ở tuổi 80. Niềm hy vọng rằng ngày đó sẽ đến trong đời tôi đã bắt đầu mờ nhạt đi một chút. Điều đó không làm tôi lo lắng chút nào. Nếu tôi chết trước khi Chúa Giê-xu trở lại, hallelujah, tôi sẽ có một ghế ưu tiên trong buổi nhóm lớn. Vì những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Vậy, tôi sẽ có ghế ưu tiên. Vì vậy, cho dù tôi có chết trước khi Ngài đến hay không, tôi cũng không lo lắng. Dù thế nào thì tôi cũng ở với Chúa. Tuy nhiên, nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay đã cố gắng thuyết phục tôi rằng chúng ta đang ở trong những ngày cuối của cuối cùng và Chúa Giê-xu sẽ trở lại trong thế hệ của chúng ta. Ai đó đã gửi cho tôi một cuốn sách rất lớn. Một nhà truyền giáo ở Mexico đã viết cuốn sách này để chứng minh rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại vào năm 1996. Và anh ấy đã gửi cho tôi một bức thư dài với hy vọng rằng tôi sẽ đọc cuốn sách của anh ấy và tin nó và giảng nó. Gần đây tôi không nhận được tin tức gì từ anh ấy vì một số lý do nào đó, kể từ khi anh ấy gửi cuốn sách. Nhưng anh ấy đã nhầm. Và anh ấy không phải là Cơ Đốc nhân đầu tiên phạm sai lầm đó. Đã có 5 giai đoạn khác nhau trong thời đại của chúng ta. Khi mà các Cơ Đốc nhân mong đợi Chúa Giê-xu trở lại và họ giải thích các tình huống hiện tại là thời kỳ cuối cùng và những ngày cuối của cuối cùng. Chỉ vì có nhiều rắc rối, thậm chí có nhiều thiên tai xảy ra, điều đó không có nghĩa là chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng. Chúng ta cần phải rất cẩn thận trong việc nhận định các sự kiện hiện tại như là sự ứng nghiệm của lời tiên tri. Bởi vì có những điều mà tôi sẽ gọi là các sự kiện dự báo
là hình bóng trước. Nó giống như dự đoán cuối cùng, nhưng chỉ đơn giản là hình bóng của nó trước. Điều rất quan trọng cần đặt ra là sự kiện này có phải là sự ứng nghiệm của lời tiên tri không? Hay một sự nếm trước về sự ứng nghiệm của lời tiên tri? Bạn có hiểu tôi đang nói gì không? Hãy chú ý điều đó. Ví dụ, khi sự kiện 11 tháng 9 xảy ra và tòa tháp đôi sụp đổ, có rất nhiều người đã hỏi tôi, đây có phải là một sự ứng nghiệm của Khải Huyền chương 18 không? Mà những con tàu trên biển nhìn thấy những tòa nhà bị phá hủy và khói bốc lên. Tôi nói, không, đó là một sự nếm trước. Không phải là sự hoàn thành, nhưng nó là một sự nếm trước. Và những sự nếm trước này đang hướng đến thời kỳ cuối cùng, nhưng chúng không phải là bằng chứng của thời kỳ cuối cùng. Và tôi muốn chúng ta suy nghĩ một cách tỉnh táo. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rất rõ ràng những gì chúng ta cần phải theo dõi. Ngài đã cho chúng ta những dấu hiệu. Các môn đồ đã hỏi Ngài, điều gì sẽ là dấu hiệu cho sự hiện đến của Ngài, các tín hiệu của sự xuất hiện của Ngài. Và Ngài nói với họ chính xác những gì cần theo dõi. Và Ngài đã cho họ bốn dấu hiệu đặc biệt khi họ hỏi Ngài câu hỏi đó. Trong số bốn tín hiệu đó, một điều rưỡi đã hiển thị rõ ràng, nhưng hai điều rưỡi kia vẫn chưa xuất hiện. Dù xuất hiện nhanh hay chậm, chúng vẫn phải xuất hiện. Chúng ta vẫn chưa ở đó. Có thể thậm chí là chưa hoàn toàn ở đó, nhưng giờ chúng ta chắc chắn đang không ở đó. Và tôi muốn nhấn mạnh những điều đó rất rõ ràng. Thật thú vị khi tất cả các dấu hiệu đều là xấu. Tất cả những dấu hiệu về sự tái lâm của Chúa chúng ta đều là những điều tồi tệ xảy ra. Các sự kiện đe dọa, các sự kiện nguy hiểm. Trong một từ, hoạn nạn. Bạn biết không, khi tôi còn là một cơ đốc nhân trẻ tuổi, tôi đã nghe những lời chứng của những người khác và tôi rất băn khoăn vì chúng không phù hợp với tôi chút nào. Mọi người nói rằng, tôi đã đến với Chúa Giê-xu và mọi rắc rối của tôi đã hết. Tôi nghĩ, điều này không đúng với đời sống của tôi. Tôi đến với Chúa Giê-xu và những rắc rối của tôi bắt đầu. Tôi được báp têm trong Thánh Linh và những rắc rối của tôi trở nên tồi tệ hơn. Và những người hiểu tôi nhất sẽ biết sự thật này. Tôi đã gặp nhiều rắc rối hơn trong 10 năm qua so với 40 năm trước. Vậy tại sao lời chứng của tôi lại không giống như vậy? Và những người khác dường như thấy rắc rối của họ biến mất. Nhưng tôi đã tìm thấy niềm an ủi nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã nói rằng các con sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian. Cảm ơn Chúa vì sự trung thực của Chúa Giê-xu. Ngài không bao giờ gạ gẫm các môn đồ. Ngài nói thẳng với họ, hãy theo ta và các ngươi sẽ vác thánh giá, không phải một cái gối. Hãy theo ta và các ngươi sẽ gặp rắc rối. Và đó là bằng chứng tôi là một cơ đốc nhân. Hallelujah! Đó là sự đảm bảo của tôi. Nhưng Ngài đã nói khá rõ ràng trong Tân Ước rằng những rắc rối mà chúng ta gặp phải bây giờ đang hướng tới rắc rối lớn. Hay nói theo ngôn ngữ Kinh Thánh là cơn đại nạn, rắc rối lớn. Và thẳng thắn mà nói, chúng ta chưa ở trong cơn đại nạn. Và nó sẽ đến trước ngày cuối cùng. Chúng ta đang gặp rắc rối rồi, và đó là sự nếm trước. Một số cơ đốc nhân trên khắp thế giới đang gặp rắc rối thực sự rồi. Nhưng trong cơn đại nạn, rắc rối thực sự của họ sẽ lan rộng trên khắp thế giới, và tất cả chúng ta sẽ biết điều đó. Trong số 250 quốc gia vào lúc này, Hội Thánh đang gặp rắc rối thực sự ở tất cả các quốc gia, chỉ trừ 20 quốc gia. Vì vậy, ngày mà Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi sẽ bị mọi quốc gia ghét bỏ đang đến gần hơn. Và đó sẽ là dấu hiệu của cơn đại nạn khi chúng ta đến đó. Vì vậy, các cơ đốc nhân dễ nhầm lẫn những rắc rối hiện tại với rắc rối lớn. Và khi chính bạn gặp rắc rối, nó cảm giác như một rắc rối lớn. Nhưng ngay khi bạn ngước mắt lên trên tình hình địa phương, bạn nhận ra rằng điều đó vẫn chưa xảy ra. Nhưng kinh nghiệm của bạn về nó thì khá giống như vậy.
Và điều này đã khiến các Cơ Đốc nhân làm đủ thứ chuyện buồn cười. Một trong số đó là đưa ra ngày mà Chúa Giê-xu trở lại. Đó là một việc đáng kinh ngạc, trong khi chính Chúa Giê-xu nói rằng ta không biết ngày giờ. Vậy mà tôi đã gặp rất nhiều người nói rằng họ biết. Martin Luther đã nói điều đó và đưa ra một thời hạn vào thế kỷ 17. John Wesley cũng làm như vậy và đưa ra một thời hạn vào thế kỷ 19. Chú ý là họ đã thật khôn ngoan. Cả hai đều dự đoán một thời hạn sau khi họ không còn ở đây nữa. Và đối với tôi, đó là một điều rất khôn ngoan đối với các Cơ Đốc nhân. Nếu không, bạn sẽ phải sống với những sai lầm của mình. Giống như Russell của Nhân chứng Jehovah đã nói, đó sẽ là năm 1914 hay 1918 gì đó. Nhưng cả hai thời hạn đó đã đến rồi đi, và không có gì xảy ra. Và những người Cơ Đốc Phục Lâm, một người phụ nữ tên là Ellen, bà ấy dự đoán năm 1848, và nó đến rồi đi. Rất dại dột khi tiên đoán ngày trở lại của Chúa chúng ta. Bạn đang tuyên bố là mình biết rõ hơn Ngài. Tôi đang nói một cách nhẹ nhàng nhưng quả quyết rằng đừng nghe những người giảng dạy nói với bạn rằng họ biết ngày. Nhưng hãy quan sát các dấu hiệu. Và khi bạn nhìn thấy những dấu hiệu mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta, bạn biết Ngài nói rằng ta đang ở trước cửa, sẵn sàng bước trở lại sân khấu lịch sử. Và bây giờ tôi đang tìm kiếm những dấu hiệu đó. Vì vậy, đừng nhầm lẫn những rắc rối cục bộ với những rắc rối lớn toàn cầu. Và đừng nhầm sự nếm trước với sự hoàn thành. Ngợi khen Chúa vì những sự nếm trước đó, vì chúng liên tục nhắc nhở chúng ta về những gì sẽ đến. Ngợi khen Chúa vì một trận động đất hay một cơn lốc xoáy. Bởi vì như Chúa Giê-xu đã nói, chúng là những lời nhắc nhở về những gì sẽ đến, và chúng sẽ khuấy động mọi người để suy nghĩ lại về Chúa. Nhưng cuối cùng, trong sách Khải Huyền có nói rằng, ngay cả khi những điều tồi tệ nhất xảy ra, con người vẫn nguyền rủa Chúa hơn là ăn năn. Và đó là trường hợp đáng buồn của bản chất con người. Con người là những kẻ nổi loạn chống lại Chúa, và một kẻ nổi loạn không muốn thừa nhận điều đó. Và mọi người sẽ tiếp tục nguyền rủa Chúa khi những rắc rối trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ chúng ta đang ở gần sự cuối cùng như thế nào? Vâng, một điều tôi có thể nói với bạn một cách rất tự tin là chúng ta đang ở gần nó ít nhất là hơn 2.000 năm rồi. Tôi có thể đi xa hơn thế một chút, nhưng tôi sẽ nói với sự tự tin hoàn toàn rằng chúng ta đang ở gần thời kỳ cuối cùng ít nhất là hơn 2.000 năm. Hallelujah vì điều đó. Nhưng còn nhiều điều để nói nữa. Bây giờ là mấy giờ trên đồng hồ của Chúa? Trong nhiều năm, tôi đã nghe mọi người nói rằng còn một phút nữa là đến nửa đêm hoặc ba phút nữa là đến nửa đêm. Họ dường như có một chiếc đồng hồ tốt hơn tôi có. Hãy để tôi nhấn mạnh lý do tại sao tôi tin rằng chúng ta chưa ở trong những ngày cuối cùng. Mặc dù chúng ta có thể đã ở rất gần và sẽ là điều khôn ngoan nếu bạn sẵn sàng cho thời kỳ đó. Đầu tiên, chúng ta chưa ở trong cơn đại nạn. Nó chưa có ở đây. Chúng ta chắc chắn đã có những rắc rối lớn. Chúng ta chắc chắn đã có những sự nhắc nhở về cơn đại nạn. Nhưng tôi không tin rằng chúng ta đang ở trong cơn đại nạn. Khi tôi đọc sách Khải Huyền, từ chương 6 đến 19, tôi thấy ở đó có mô tả chi tiết về cơn đại nạn hay rắc rối lớn, và tôi chưa thấy điều đó xung quanh tôi. Một lần nữa, cảm ơn Chúa Giê-xu vì sự trung thực của Ngài và đã cho chúng ta biết trong những chương đó về điều gì sẽ xảy ra. Ngài không nói với chúng ta để chúng ta có thể hả hê về điều đó và nói rằng mấy điều này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Ngài bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chúa Giê-xu chỉ tiết lộ tương lai để chúng ta có thể chuẩn bị và sẵn sàng cho nó khi nó xảy ra, và là những người duy nhất trên trái đất sẵn sàng cho nó. Bởi vì chúng ta đã có thông tin chi tiết của Ngài về những gì sẽ xảy ra. Nhưng trong Khải Huyền chương 6 đến 19, có 21 thảm họa ảnh hưởng đến toàn trái đất. 7 ấn, 7 tiếng kèn, 7 bát thạnh nộ, nhưng chúng khá nghiệt ngã.
ở một trong số các thảm họa, một phần tư dân số thế giới chết. Điều đó vẫn chưa xảy ra. Ở một thảm họa khác, một phần ba số người còn lại chết. Điều đó vẫn chưa xảy ra. Đây là những thảm họa trên quy mô khổng lồ. Và chúng vẫn chưa xảy ra. Chúng gợi nhớ một cách kỳ lạ về các tai họa ở Ai Cập. Khi bạn đọc Khải Huyền, bạn tưởng mình đang đọc lại sách xuất Ai Cập ký và những dịch bệnh đã hành hạ, đã từng tấn công người Ai Cập, tất cả lại xảy ra, thậm chí có cả châu chấu. Nhưng chúng vẫn chưa xảy ra. Bạn biết đấy, khi tôi đọc những chương giữa của sách Khải Huyền, những chương này không phù hợp lắm cho việc đọc trước khi đi ngủ và không thoải mái cho lắm. Đó là lý do tại sao chúng thường bị bỏ qua. Người ta muốn lao ngay tới trời mới, đất mới và Jerusalem mới và vượt qua tất cả những rắc rối lớn này. Nhưng khi tôi đọc chúng, tôi nói, ồ, cảm ơn Chúa. Bây giờ con đã biết điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Và điều đó thật tốt. Bạn có nghĩ vậy không? Biết điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và sẵn sàng cho nó thì tốt hơn nhiều so với việc cứ luôn băn khoăn. Năm 1975, họ phát hiện ra vợ tôi mắc một căn bệnh ung thư rất hiểm nghèo và có vẻ như cô ấy sẽ về với Chúa. Chúng tôi đã không vội vã để cố gắng tìm một người được ơn chữa lành. Chúng tôi không yêu cầu nhiều người cầu nguyện. Chúng tôi chỉ đơn giản là quỳ xuống và nói với Chúa, lạy Chúa, cô ấy đã sẵn sàng đến với Ngài nếu Ngài muốn. Nhưng nếu Ngài vẫn còn nhiều việc để cô ấy làm trên đất hơn, thì Ngài biết phải làm gì, thưa Chúa. Và đó là những gì chúng tôi đã nói. Và tôi sẽ về nhà với vợ vào thứ Sáu sắp tới. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng vợ tôi đã khỏi bệnh sau năm 1975. Nhưng tôi cảm ơn Chúa vì đã có một bác sĩ nói với tôi điều tồi tệ nhất. Và tôi đã nói với vợ tôi điều tồi tệ nhất. Và cô ấy được bình an ngay từ giây phút đó. Tôi không thể hiểu được điều đó. Nhưng từ lúc tôi nói với cô ấy điều tồi tệ nhất, cô ấy được bình an và đã được chuẩn bị. Chà, khi bạn đọc phần giữa của Khải Huyền, nó khá kinh khủng. Nhưng bây giờ bạn biết điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Không có gì tồi tệ hơn điều đó sẽ xảy ra. Tôi thậm chí không nghe thấy một lời hallelujah nào. Thôi không sao. Bạn có thể nói thầm nếu bạn thích. Nhưng bạn thấy đấy, Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta điều tồi tệ nhất. Và như tôi đã nói, bạn vẫn chưa thấy gì cả. Nhưng khi điều tồi tệ nhất xảy đến, chúng ta sẵn sàng, chúng ta biết. Chúng ta sẽ không bị bất ngờ, chúng ta sẽ không bị động, chúng ta sẽ không buồn. Khi những người khác nói thế giới này sẽ đi đến đâu, bạn chỉ cần nói rằng, tôi biết nó đang đi đến đâu. Và tôi biết nó sẽ đến với ai. Điều này cho bạn một sự mở đầu tuyệt vời khi mọi người nói rằng tôi không biết thế giới sẽ ra sao. Vì chúng ta có câu trả lời, còn họ thì không. Chúng ta biết điều tồi tệ nhất và chúng ta sẵn sàng cho nó. Và có một tin tốt về cơn đại nạn là nó rất ngắn. Và Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta điều đó. Ngài nói, nếu những ngày đó không ngắn, thì không ai sống sót. Những người được chọn sẽ không thể vượt qua. Chúa khiến cho nó ngắn. Và chúng ta biết chính xác nó ngắn như thế nào. Đức Chúa Trời phải nói với chúng ta điều gì đó bao nhiêu lần trước khi chúng ta nhận được thông điệp. Ngài nói, nó sẽ là một kỳ, các kỳ và nửa kỳ, nghĩa là ba kỳ rưỡi. Sau đó để làm cho rõ ràng hơn, Ngài nói sẽ là ba năm rưỡi. Để làm rõ hơn nữa, Ngài nói sẽ là 42 tháng. Và để làm rõ hơn nữa nếu chúng ta vẫn chưa hiểu, Ngài nói 1260 ngày. Vậy, chúng ta biết kỳ đại nạn sẽ ngắn đến mức nào, để rồi khi nó đến, chúng ta có thể nói với nhau rằng, chỉ còn 3 năm rưỡi nữa thôi. Thật tốt, cảm ơn Chúa Giê-xu đã nói với chúng con. Vậy, chúng ta biết nó sẽ tồi tệ, nhưng chúng ta cũng biết nó sẽ không lâu đâu. Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói, rằng chúng ta vẫn chưa ở trong cơn đại nạn. Chúng ta có thể, một số người các bạn lắng nghe tôi bây giờ có thể sẽ trải qua.
Giờ tôi không nghĩ rằng tôi sẽ trải qua nó. Nhưng vậy đó, ít nhất tôi có thể giúp người khác chuẩn bị sẵn sàng nếu họ ở trong đó. Nhưng hiện chúng ta chưa ở trong đó. Và điều thứ hai tôi muốn nói là đặc trưng trong thời kỳ cuối cùng là nó sẽ được cai trị bởi một bộ ba gian ác. Và điều đó cũng sẽ nằm trong kế hoạch của Chúa. Ý tôi là gì khi nói bộ ba gian ác? Vâng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh là ba ngôi thánh. Còn ba ngôi gian ác là Satan, Antichrist và tiên tri giả. Đối nghịch với Đức Chúa Cha là Satan, vốn là tham vọng của hắn từ lâu. Đối nghịch với Đấng Christ là Antichrist. Bạn có biết rằng từ anti không có nghĩa là chống lại? Nó có nghĩa là thay thế. Vì vậy, đừng nghĩ về Antichrist như là kẻ chống lại Đấng Christ. Hãy nghĩ về hắn là kẻ thay thế Đấng Christ. Christ giả, hứa hẹn hòa bình và an ninh cho một thế giới hư mất, và thế giới sẽ tin hắn khi hắn hứa điều đó. Nhưng hắn sẽ không tồn tại lâu. Nhưng đó là những gì hắn sẽ làm. Hắn thậm chí sẽ là một nhân vật giống như Đấng Christ. Satan là một bậc thầy của sự lừa dối. Và hắn sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho một thế giới già nua, u tối. Và thế giới sẽ nói, tuyệt, người này sẽ lãnh đạo chúng ta. Gần như thể mọi cuộc bầu cử ngày nay đều đang tìm kiếm một đấng cứu thế. Bạn có nhận thấy điều đó không? Mọi người đều đang tìm kiếm một người đàn ông để giúp chúng ta thoát khỏi rắc rối. Và đó là trăn trở lớn. Chúng ta sẽ bầu người này hay người kia làm tổng thống hay thủ tướng. Chà, chúng ta sẽ đi tìm người đàn ông giúp chúng ta thoát khỏi mọi rắc rối. Và rất nhanh, họ thất vọng. Thực tế, tạp chí Newsweek tuần này cho biết sự thất vọng đến chỉ trong vòng 12 tháng. Và đó là những gì đã xảy ra. Bởi vì chúng ta cần một đấng cứu thế và chỉ có một người có khả năng, đó là Chúa Giê-xu của chúng ta. Người duy nhất có khả năng mang lại công lý và tiếp đến là hòa bình cho thế giới. Bởi vì chừng nào còn bất công, sẽ không có hòa bình. Bạn phải thiết lập công lý trước. Và sau đó, khi mọi người không còn phàn nàn về bất công, thì bạn có thể có một chút hòa bình. Và chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể làm được điều đó. Vậy chúng ta vẫn chưa ở trong đó, bộ ba gian ác. Khi không còn tiền mặt, không còn tiền nữa, rằng trừ khi bạn có số của Antichrist trên trán hoặc trên tay, thì khi đến quầy thanh toán ở siêu thị, bạn sẽ không rút ra sổ séc, bạn không rút thẻ nhựa ra, bạn chỉ cần dùng tay hoặc trán của mình, và sau đó bạn sẽ nhận được thức ăn. Còn nếu không có dấu con thú, bạn không thể mua đồ ăn. Chúng ta chưa ở trong đó. Chúng ta đang gần đạt đến một xã hội không dùng tiền mặt. Đang trên đà rồi. Có một thị trấn ở Anh, cách nhà tôi khoảng 65 km. Ở đó, như một thử nghiệm, người ta đã hoàn toàn loại bỏ tiền và chỉ sử dụng số thẻ nhựa cho tất cả các lần mua sắm trong thị trấn. Nó đang đến. Và nó sẽ đến thị trấn của bạn không sớm thì muộn. Và rồi sẽ có ngày tiền mặt biến mất. Nếu bạn không có con số của Antichrist đó trên người, bạn sẽ không thể mua được bất cứ thứ gì. Nhưng chúng ta vẫn chưa ở đó. Những gì tôi nhận thấy là khi tôi đọc Khải Huyền, mọi thứ đang trở nên thực tiễn hơn, đáng tin hơn. Ý tôi là nếu nói về một xã hội không dùng tiền mặt 50 năm trước, sẽ không ai tin bạn. Nhưng bây giờ, nó đã trở nên phổ biến. Bạn có thể tưởng tượng nó đang xảy ra. Và vì vậy, sách Khải Huyền ngày càng trở nên thực tiễn hơn khi chúng ta càng ngày càng đến gần thời kỳ cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn chưa ở đó. Thư thứ nhất của John có một câu ngắn trong đó. Anh em biết, hay chúng ta biết rằng Antichrist đang đến. Nhưng đã có rất nhiều Antichrist trên thế giới rồi. Và tất cả những Antichrist này, một lần nữa,
là sự nếm trước chứ không phải sự hoàn thành. Và một lần nữa, qua các thời đại của lịch sử hội thánh, các cơ đốc nhân thường nghĩ rằng họ biết Antichrist là ai, và do đó nghĩ rằng họ đang ở trong thời kỳ cuối cùng. Martin Luther nghĩ rằng giáo hoàng là Antichrist, và giáo hoàng đã đáp lại bằng cách nói rằng Martin Luther là Antichrist. Napoleon là một ứng cử viên. Nhưng thực ra Napoleon không tệ đến thế. Gần đây tôi phát hiện ra rằng Napoleon đã thúc giục người Do Thái quay trở lại đất thánh. Và ông ta đã chinh phục đất thánh để cho họ một mái nhà. Nhưng họ đã không đi. Nhưng ít nhất vẫn có một điều tốt về ông ấy. Rồi sau đó là Hitler. Ồ, không phải Hitler là Antichrist sao? Chà, khi bạn sống ở Đức dưới thời Hitler, bạn có thể được miễn thứ khi nghĩ rằng ông ta là một Antichrist, nhưng không phải là kẻ Antichrist. Điều tương tự cũng xảy ra với Saddam Hussein hay Gaddafi. Có một video gửi cho tôi từ Mỹ, từ một nhà thuyết giáo. Tôi đã quên tên và do đó tôi không thể nêu tên anh ấy cho bạn. Nhưng điều đó có lẽ tốt hơn. Và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang đi khắp nước Mỹ và nói rằng cháu trai của vua Jordan là Antichrist. Và nghe cũng hợp lý, nghe rất ấn tượng. Nhưng nghe này, chúng ta không thể làm vậy. Antichrist chưa xuất hiện và tiên tri giả chưa xuất hiện, nhưng chúng sẽ xuất hiện. Chúng được gọi trong sách Khải Huyền là hai con thú. Nhưng chúng là những con thú người, là những kẻ độc tài toàn trị. Tiên tri giả hỗ trợ Antichrist bằng các phép lạ và thuyết phục nhiều người. Giờ tôi sẽ đưa ra suy đoán, vì vậy đừng coi điều này là giáo điều. Nhưng Kinh Thánh nói trong sách Khải Huyền rằng một con thú, Antichrist, sẽ ra từ biển. Và con thú kia, tiên tri giả, sẽ ra từ đất. Và tôi đã suy nghĩ trong một thời gian dài, điều đó có nghĩa là gì? Bởi vì rõ ràng là biển và đất ở đó là phép ẩn dụ. Bởi vì hắn, Antichrist, sẽ không phải là một sinh vật lưỡng cư bò ra khỏi đại dương. Nhưng khi từ biển được sử dụng một cách ẩn dụ trong Kinh Thánh, nó ám chỉ đến biển của các dân tộc, biển của dân ngoại. Nhưng từ đất trong Kinh Thánh ám chỉ đến vùng đất của Israel. Bây giờ, nếu đó là cách giải thích đúng, Antichrist sẽ là một dân ngoại, nhưng tiên tri giả sẽ là một người Do Thái, và họ sẽ làm việc cùng nhau. Tôi sẽ đi xa hơn một chút và nói rằng, cá nhân tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Antichrist là một người Ả Rập và tiên tri giả là người Do Thái, và họ sẽ mang lại hòa bình cho Trung Đông bằng một thỏa thuận. Đó chính xác là những gì Kinh Thánh nói. Sẽ có một hiệp ước hòa bình trong 7 năm, nhưng nó sẽ hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một nửa thời gian đó. Và rồi Antichrist và tiên tri giả sẽ lộ nguyên hình là tay sai của Satan. Đó là loại dự đoán mà Kinh Thánh dường như đưa ra, nhưng chúng ta vẫn chưa ở trong đó. Tuy nhiên, nếu tại một thời điểm nào đó, một Antichrist người Ả Rập xuất hiện, đưa ra đề nghị hòa bình với Israel, hiện nay tôi biết rằng nhiều người ở Israel đang quá khao khát hòa bình. Và vì nhiều người trong số họ là vô thần, họ sẵn sàng đồng ý với hầu hết mọi thứ để có được một hiệp ước hòa bình. Và tôi có thể thấy tất cả những điều đó sẽ xảy ra thật dễ dàng, nhưng nó vẫn chưa xảy ra. Trong Thessalonica nhì, Phaolô nói khá rõ ràng rằng trước khi Đấng Christ xuất hiện, Antichrist phải được nhìn thấy trước. Và tôi vẫn chưa thấy Antichrist. Tôi vẫn đang chờ đợi, vì tôi biết rằng khi hắn đến, chúng ta sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Như bạn có thể biết, Kinh Thánh là một cuốn sách chứa đầy những lời tiên đoán. 24% số câu trong Kinh Thánh của bạn có dự đoán về tương lai. Tôi ngạc nhiên tại sao những người muốn biết tương lai lại không đọc Kinh Thánh thay vì xem tử vi.
bởi vì Kinh Thánh rất chính xác. Hãy để tôi cung cấp cho bạn một số số liệu. Tôi biết rằng số liệu thống kê có thể được dùng để che mắt người khác, nhưng đây là một số số liệu thống kê. Thực ra, một tổ tiên của tôi đã phát minh ra từ số liệu thống kê. Chắc hẳn lúc đó ông vẫn còn đủ răng, vì nó là một từ rất khó phát âm trong tiếng Anh. Nhưng đây là một số số liệu thống kê trong Kinh Thánh dành cho bạn. Trong Kinh Thánh, có 735 lời tiên đoán khác nhau về tương lai. Một số trong những điều đó đã xảy ra nhiều hơn một lần, và một số thậm chí là 300 lần. Nhưng 735 dự đoán khác nhau về tương lai. Bạn nghĩ bao nhiêu trong số đó đã trở thành hiện thực? Câu trả lời là 596. Đã xảy ra theo đúng nghĩa đen và ứng nghiệm đúng như dự đoán, nghĩa là 81%. Và điều đó có nghĩa là tôi không có vấn đề gì khi tin rằng 19% còn lại sẽ xảy ra. Không cần nhiều đức tin để tin rằng 81% sự việc đã xảy ra và phần còn lại cũng sẽ xảy ra. Và trong số còn lại, vẫn còn 20 điều phải được hoàn thành trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Đó là khá ít. Và chúng rất cụ thể. Vậy, vẫn còn 20 điều phải xảy ra trước khi chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa Giê-xu sắp bước vào. Ngày nay, với tốc độ ngày càng nhanh của các sự kiện trên thế giới, 20 điều đó có thể xảy ra khá nhanh. Nhưng tôi nhấn mạnh những gì tôi đã nói. Chúng vẫn chưa xảy ra. Nhưng sẽ xảy ra. Tôi đã đưa ra hai giả định trong bài nói chuyện đầu tiên này, mà tôi sẽ phải giải quyết trong bài nói chuyện thứ hai và thứ ba. Giả định đầu tiên tôi đưa ra là Israel không phải là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng. Tôi tin rằng người Do Thái phải trở lại Israel trước sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Nhưng không một chỗ nào trong Tân Ước của tôi liệt kê điều đó là dấu hiệu cho thấy sự trở lại sắp xảy ra của Ngài. Tôi sẽ giải thích điều đó trong buổi nói chuyện tiếp theo, nói về Israel trong thời kỳ cuối cùng. Giả định thứ hai mà tôi đã đưa ra, mà có lẽ phần lớn các Cơ Đốc nhân tin lành ở Mỹ sẽ không đồng ý với tôi. Giả định thứ hai mà tôi đã đưa ra là Hội Thánh sẽ ở trong cơn đại nạn. Và tôi đang hướng đến quan điểm đó. Tôi rất biết ơn khi nói rằng tôi đã chia sẻ với Mục sư Mike. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Và cụ thể là Hội Thánh phải chuẩn bị để vượt qua cơn đại nạn. Tôi thà sai theo quan điểm của tôi còn hơn là theo quan điểm ngược lại. Tôi thà nói với bạn hãy sẵn sàng cho cơn đại nạn và sau đó thấy rằng bạn không ở trong đó còn hơn là nói với bạn rằng bạn không cần sẵn sàng và sau đó lại thấy bạn ở trong đó. Vì vậy, tôi thà sai theo cách của tôi còn hơn cách ngược lại. Nhưng trong buổi nói chuyện thứ ba, tôi sẽ mở rộng vấn đề đó và nói về Hội Thánh trong thời kỳ cuối cùng. Hãy để tôi tóm tắt cuộc nói chuyện đầu tiên này. Chúng ta chưa ở trong những ngày cuối của cuối cùng. Chưa. Chúng ta chưa ở trong cơn đại nạn. Chúng ta chưa thấy Antichrist. Nhưng chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho chính mình và chuẩn bị những người khác sẵn sàng cho mọi thứ. Bởi vì thời kỳ cuối cùng đang đến. Chúng ta đang ở trong những ngày sau rốt, và một ngày nào đó chúng ta sẽ ở trong những ngày cuối của cuối cùng, nếu chúng ta còn sống. Và các môn đồ là những người sẵn sàng cho tương lai, không chỉ là say sưa trong sự tò mò, thỏa mãn về tương lai, mà là chuẩn bị sẵn sàng cho nó, nhờ Chúa. Cảm ơn vì đã lắng nghe.